Nó kẹp đau trời. Hai xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Long chuẩn bị đi bắt cua cả nhà. Trời mưa, nãy giờ Long dầm mưa đi bắt cua. Phòng không giờ chuẩn bị đi bắt cua cả nhà ơi. Bình thường Long phát hiện là dưới mấy cái sen này nè cả nhà. Thì bình thường Long thấy hang á, ban đêm Long đi á, Long thấy nó chui lên mà Long không có bắt. Hôm nay trời mưa lớn, thử Long đi cặp theo bờ này coi có cua không nghe cả nhà. Đó, đi theo cặp bờ đó đó nha. Thì mời cả nhà theo chân Long bắt cua nghe cả nhà. Thì xuất phát thôi. Dỡ thùng cái cho sạch. Đi cả nhà ơi. Trời gầm lớn quá. Lớn quá. Rồi đi cả nhà ơi. Nó hai bò lên bờ mỏng vậy nè cả nhà. Mình kiếm. Ý, nó nè cả nhà. Ui nó bò kìa. Qua đã cả nhà ơi. Một con nghe nha. Đi tiếp cả nhà ơi. Mưa lớn quá không trồn luôn chứ Long quay không được nữa nhà. Giờ đang mưa nè, trời gầm lớn quá. Mưa lớn quá Long che cái máy quay lại là cái ướt cả nhà ơi. Kiếm gì che mới được. Trúc đi cả nhà ơi. Mưa lớn quá trời gầm quá. Nè thấy không cả nhà, nó bò lên vậy nè cả nhà. Trời mưa này nó bò lên vậy nè cả nhà. Đó. Nạn cua ê. Nạn cua cái nè cả nhà. Cua cái là nó có cái dưới bụng nó tròn vậy nè. Đó vậy là cua cái đó. Có. Đó. Đó, thấy không cả nhà. Đó. Cua này cua càng cành nha, cái càng to cả nhà. Còn con cua đực lợn cua nó không có cái vòng tròn, cua cái càng nó bự nè. Thấy không cả nhà. Càng nó bự nè. Cua đực nó có cái nó không có vòng tròn với cái bụng này của nó nha cả nhà. Đó. Đây là con cua đực. Đó. Được hai con cả nhà ơi. Cái gì dài lên trên đó nó coi có không rồi bắt cả nhà. Mưa quá mưa rồi. Tranh thủ nó được. Bắt hẹn ra con cua nó cả nhà ơi. Ôi nó bò kìa. Ui. Nè cả nhà, rồi mưa nó ướt camera của Long rồi. Cua đực nó nghe nhà cạn to không? Ui. Long chùi cái camera lại cả nhà ơi. Nó dưới mấy cái hang này nè cả nhà, nó bò lên đó, mưa này nè. Mưa lớn quá. Ướt luôn đi. Nước nó dính cái. Lộn kẹp lăn cua này bò mất tiêu luôn rồi, bò xuống đây một cái là kiếm hơi bị mệt luôn á. Nước không nè. Tiếp tục cả nhà ơi. Ủa cái đồng chuột to dữ nhỉ. Trời gặp ghê quá nhà ơi. Ớn quá. Tiếp tục cả nhà ơi. Hình nó hay núp trong đây nè cả nhà. Cua nó hay lắm. Mới thấy nó ở đây nè cả nhà rồi tuôn nó mất tiêu rồi. Mới thấy nó bò ngang cái bò mẫu nè. Ở đâu đây nè. Thấy không? Thấy nhúc nhích luôn, thấy nó nhúc nhích ở đây nè cả nhà. Sao mà chạy thoát được hàng gì. Mới thấy đi ngang mà. Đó. Thấy cả nhà. Mới thấy nó đi ngang cái bờ mẫu ngang qua gì nè. Nó đi ngang qua gì nè. Rồi kiếm trong vòng đây không thấy nó nhúc nhích cho nó cây.
Này là cua cái nha cả nhà. Cua này đen dưới ta. Cua cái cả nhà ơi. Ba con à. Bốn con chứ. Đã không? Đó, to gì không nè. Nhanh lắm. Nó tới 8 cái chân mà mình hai chân đâu đi lại nó đâu. Đó. Đi lẹ ghê thiệt. Ui. Trời mưa này dễ bắt lắm cả nhà, còn kia long thập hang khó lắm, nó sâu lắm, hang sâu lắm. Thì đào thì banh bờ ngẫu của người ta hết trơn, mình lấy cây móc mình cũng khó móc. Nói chung là bình thường cũng gặp cũng không có bắt gì, mà thấy trời mưa rồi long ở nhà cũng không có gì làm, long đi ra đây bắt cua chơi cả nhà. Mưa lớn, mưa đang lớn rồi cả nhà. Bắt vài con về mình nấu canh bí đồ này kia, cua này ăn cũng ngon lắm đó, mọi người. Thì bốn con này chưa đủ đâu, chắc long ráng đi kiếm thêm nữa cả nhà ơi. Long phát hiện cái hang cua nè cả nhà. Này, thấy cái hang cua không? Mà không biết bắt được nó không nghe cả nhà. Mới thấy con cua trong đây nè. Còn cái hang của nó nè. Để long bắt thử nó nghe cả nhà. Thấy được không? Cái hang nó đục ngầu rồi nè. Đó. Đó. Không biết sâu không nha. Sâu rồi long bó tay luôn. Ủa đâu rồi? Ủa? Mất tiêu rồi. Kỹ ta. Mặt sâu dưới nữa cả nhà ơi. Mình đụng đó nè cả nhà. Dạ. Phê quá cả nhà ơi. Để mình cố gắng bắt nó nghe cả nhà. Cả nhà ơi. Dạ. Cua này cua nhỏ hay gì không bự nha. Cái tay của long thọt không có vừa. Ấy dạ. À nó kẹp đau trời. À cua nhỏ mà nó kẹp đau. Buông ra đi, buông ra đi. À! Hy sinh cho nó kẹp luôn cả nhà. Trời ơi. Trời quá. Không buông luôn cả nhà ơi. À. À trời ơi. Ôi nó nhỏ nó kẹp đâu. Con cảm ở nhà mưa nó mờ nè, con cua nè cả nhà. Này cái càng nó nhỏ mà nó kẹp. Trời ơi. Có thẹo luôn cả nhà. Ui. Phê luôn cả nhà ơi. Cua này nhỏ mà nó làm sao quá. Giờ tiếp tục đi bắt nữa cả nhà ơi. Mình phát hiện nó bò nữa kìa cả nhà ơi. Nó bò ngang nè. Trời ơi, chạy đi đâu, đã quá. Cái càng nó to nè. Ui, cua đực. Ê, ê. Trời ơi, cái càng. Đã quá, đã. Con kêu con cua nhỏ mà nãy kẹp lông đau quá trời đau rồi. Nè.
Nè cái càng đó nè. Ôi đã không? Mưa càng lớn rồi cả nhà ơi, tranh thủ nó được cả nhà ơi. Về cả nhà ơi, tranh thủ bắt vài con nó về. Như này cả nhà. Đã không? Ui. Đi. Kiếm hang học nữa cả nhà. Đây Long thấy con cua nữa kìa nha. Thấy nó trong hang này nè cả nhà. Cọt vô chắc nó kẹt nó quá. Mày có con cá lóc con nè. Khó bắt nè cả nhà ơi. Cứng quá, đắt cứng quá. Nó ăn lên nữa. Ê. Cứng quá cả nhà, bỏ cả nhà ơi. Cua cái tép. Có lẽ bắt bò lên nó nhanh hơn đó cả nhà. Mưa càng ngày càng lớn rồi. Quan trọng là Long bắt sớm giờ là được 9 con cua nè cả nhà. Như cô cũng đủ ăn rồi cả nhà, mưa lớn quá. Như cô đủ ăn rồi. Mưa lớn quá Long về mới được cả nhà ơi. Quay không có được, nãy mưa lớn Long bắt mấy con nữa mà Long quay không có được. Giờ mưa lớn quá Long tranh thủ về cả nhà ơi. Hang này cô nó có bò lắm, hang này Long nó nắng. Ở hang này bắt dính rồi. Mấy con cua bự thì nó gan nó chịu mò lên, mà mấy con cua nó nhỏ này nè, hang cua nó này cả nhà, mà không biết sao bắt được nó nè. Thật vô thì nó ăn ngủng à. Thử thật thử đi. Không có dừa cả nhà ơi, hang nhỏ quá nè. Như cái này hang cua nữa nè cả nhà, rồi mình đi mình thấy nó bò lên nè, nó mới hụp xuống đó, sao bắt nó đây. Hang bự thì Long bắt nha cả nhà, hang nhỏ là Long không bắt đâu. Rồi dính cái càng nó nữa nè cả nhà. Con liền mình khó quay quá cả nhà. Mời đại gì đây thì xin bắt con cua này cái nữa coi. Cái hang nó nhỏ quá Long hộp vô nó bị chặt xíu nữa nè. Đó. Đã không? Nè, thấy cái nè. Nó nhỏ gì nè, mà mấy con nhỏ nhỏ như này nó kẹp đau hơn cua bự. Hang quá trời hang luôn nè, mà hang nhỏ nhỏ mà phải hang cua bự là Long thọt tay vô vừa. Đó, ok đó. Sau buổi trời mưa. Như con cả nhà. To không? Giờ đi kiếm hang nữa rồi có con
quay cho chia sẻ cả nhà xem nha, nhà nhiều quá rồi. Lòng dính còn nữa nè nhà. Rồi hồi xíu con vô này, con ní ní gì nè dây được có 90 con vậy sao đâu, mua cũng nhỏ mẹ ơi. Rồi đấy vô liền giờ nè. Không ướt đâu, vô liền giờ mua nhỏ. Cái này mua lớn giờ mua nhỏ rồi. Mẹ mình sợ mình ướt cái máy quay cả nhà. Mẹ mình đi ra đưa cho mình cái bọc để đựng điện thoại sợ ướt. Tranh thủ đi tiếp cả nhà. Rồi mọi người ơi, hôm nay buổi đi bắt cua sau trời mưa thì bắt nhiêu cũng đủ ăn rồi cả nhà ơi. Thì ấy dạ, cua càng to to không cả nhà. Ôi phơi không đó, càng to vậy nè, cua động nha cả nhà. Rồi cho Long xin phép kết thúc video tại đây nha luôn cả nhà, mưa lớn quá, hẹn cả nhà video khác nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà. Đạo quá.